Hi, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video clip hôm nay thì tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị một cái video clip về một cái loại cây, như là cách phân biệt về cây. Đây là cây rau mương. Thì bài thuốc hôm nay là điều trị của chúng ta là nó điều trị được là bệnh tất cả các loại viêm, như là viêm dạ dày và đặc biệt là virus HB dạ dày. Nó cũng điều trị được luôn quý vị. Thì cái công dụng của cây rau mương này á, là quý vị đây này, đặc điểm dễ nhận dạng nhất là quý vị nhìn cái nhánh này này, nó có cái trái như vậy đó, cái trái như vậy nha quý vị, cứ lưu ý để ý cái trái của nó và lá của nó thì luôn luôn là có cái dạng như thế này, hơn màu hơn chấm chấm đỏ 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 dạng như thế này, và thân cũng hơi đỏ đỏ luôn. Cái loại này nó rất là giống, tuy nhiên nó không phải đâu nha quý vị nha. Đây này rất là giống, nhưng mà loại này màu xanh và trái nó vẫn khác luôn, quý vị có thể xem hoa nó chỉ giống cái hoa màu vàng thôi, còn cái trái nó khác đó, quý vị có thể quan sát cái trái của nó. Còn cái trái này nó trái nó dài 2-3 cm, cái trái như thế này. Đây, những cái trái này nó mới dài 2-3 cm thì nó trị được các loại viêm như viêm gan, viêm thận, viêm, nói chung là các cái loại viêm như viêm dạ dày, loét dạ dày, rồi các loại viêm ấy. Nói về viêm ấy là cái cây rau mương này tỏ ra là rất là hiệu quả, và rất là nhiều người có người hề điều trị HB dạ dày. Tuy nhiên thì HB dạ dày thì tôi chưa thấy ai điều trị hết, nhưng mà ngược lại là trong cái tài liệu là nó có điều trị được HB dạ dày. Tuy nhiên là đau dạ dày, viêm loét dạ dày là người ta đã điều trị bớt cái bằng cái cây rau mương này rồi ấy, quý vị. Còn về viêm gan ấy thì cũng có người nói, cũng có ông kia chỉ cho tôi là trị về viêm gan đó, về cũng cái cây đây này, là tôi biết là cái cây này nó có công dụng là điều trị, chuyên về điều trị các loại viêm. Cho nên là quý vị ấy, có thể là ví dụ bị viêm cầu thận hay là viêm các cái loại viêm ấy, thì quý vị cũng nên hái cái cây này. Hãy viêm bằng quang rồi quý vị cũng có nên hái cái cây này và sao vàng hạ thổ nấu uống. Thì liều lượng chúng ta dùng 30g nha, khô sao vàng hạ thổ nha quý vị nha. Sao vàng hạ thổ 30g quý vị điều trị về các cái bệnh về viêm ở trong cơ thể như viêm gan, viêm ruột thừa, rồi viêm đại tràng, viêm bàng quang gì đó, là về nói về viêm bàng quang và viêm cầu thận, quý vị nên kết hợp với rau dừa nước ấy quý vị, rau dừa nước thêm 30g nữa nha quý vị. Và cái cây này 30g hai loại đó thôi, là quý vị kết hợp quý vị nấu uống. Và nếu tốt hơn nữa là quý vị kết hợp thêm 15g mã đề nữa là tuyệt vời đó. Hoặc là quý vị không có thì quý vị dùng một cái cây này không cũng được. Bởi vì điều trị viêm gan thì người ta cũng điều trị có một cây này nè, có một cây này thôi, viêm gan hoàng đảm ấy. Đó là cái anh chàng kia bị viêm gan hoàng đảm là anh uống cái cây này này. Thì tôi cũng chả biết viêm gan hoàng đảm là viêm gan gì nữa, cũng chả biết, nhưng mà anh nói là anh bị viêm gan hoàng đảm và uống cái cây rau mương này bớt. Đó, rau mương này nó có hai loại, nó một loại rau mương đỏ nữa. Rau mương kia nó đỏ hơn cái rau mương này. Nên rau mương kia nó đỏ cực kỳ đỏ luôn, mà cây nó thấp, rất là thấp, nó mọc trẹt trẹt dưới đất á. Này, trái cũng y xì như thế này luôn. Trái y xì như thế này luôn mà nó rất là đỏ, nó đỏ như rau răm này. Đỏ như rau răm luôn. Thì đó, điều trị ảnh điều trị viêm gan hoàng đảm. Rồi trong tài liệu thì tôi nghiên cứu thì cái cây này, rau mương này nó còn điều trị được HB dạ dày và các bệnh đau dạ dày. Và điều đau dạ dày thì có người cũng uống bớt rồi nha quý vị nha. Viêm loét dạ dày thì anh chàng kia uống cũng bớt rồi. Thì anh chỉ cho tôi. Thì tôi cũng chưa có dịp để tôi chia sẻ cho quý vị, thì tôi lại có thông tin mới nữa là điều trị về gan, viêm gan hoàng đảm. Thì nói tóm lại là cái cây rau mương này, quý vị dùng cách dùng thì quý vị biết rồi. 30g phơi khô sao vàng hạ thổ. Xách nước uống. Cứ quý vị cứ đổ vô 6-7 chén gì đó, quý vị xách lại còn khoảng tầm 3 chén quý vị chia sáng trưa chiều. Đó. Nếu mà bị viêm dạ dày thì quý vị nên uống đói. Uống lúc bụng đói. Và nếu viêm gan thì quý vị có thể là uống lúc no lúc đói gì đều được. Nhưng mà nếu uống lúc đói là chắc ăn là phải sót ruột. Đó, cho nên là mình phải lưu ý cái điều đấy. Nếu mà bị viêm gan thì quý vị uống cái lúc bụng no sẽ tốt hơn. Còn nếu mà bị viêm ruột thừa hay viêm dạ dày thì quý vị
Viêm dạ dày thì quý vị nên uống lúc bụng đói. Đây. Thì vì uống đói là lúc nào nó cũng phải, nó vô nó điều trị nó sót ruột lắm. Đây nó có cái hạt nhỏ như thế này nè các bạn. Đấy, hạt nó rất là nhỏ. Đây nè. Đó, nó có cái hạt rất là nhỏ. Và bộ phận dùng toàn thân nha quý vị nha. Bộ phận dùng toàn thân. Đó. Trị các triệu chứng về viêm. Trị tất cả các triệu chứng về viêm. Đó. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau. Và sau video tôi luôn luôn có một câu nói rằng là tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết. Tuy nhiên quý vị không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng theo cách của tôi. Đó là cách, những cách mà tôi đi thu thập và tôi chia sẻ lên cho quý vị, với hy vọng là đâu đó quý vị không có khả năng đi bệnh viện thì quý vị thông qua cái video clip của tôi, quý vị có được cái phương pháp để chữa bệnh bằng cây rau mương này. Xin chào và chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.